Kinh văn: Trời phước sanh, trời phước ái, trời quản quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô diệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội hợp lược dạng trời phước sanh. Vì sao gọi là trời phước sanh? Bởi chư thiên ở tầng trời này đều là khổ, nhân dĩ tận, là phi thường trụ. Họ không còn sự đau khổ và cũng không còn chấp trước và dục lạc nữa. Thế nào gọi là khổ nhân dĩ tận, là phi thường trụ? Chư thiên ở sơ thiền thiên không còn bị khổ não, nhưng vẫn còn một thứ ưu hoài chưa đoạn dứt. Tại nhị thiền thiên thì không còn ưu hoài nữa, và tam thiền thiên thì sự khổ não và ưu hoài này hoàn toàn dứt tuyệt. Tại tứ thiền thiên, ở tầng trời phước sanh này thì mới đích thực là khổ nhân dĩ tận. Cái mầm mống gây khổ não đó không còn nữa. Phải chăng hết khổ rồi thì hưởng sự vui? Bây giờ họ cũng chẳng chấp trước vào sự vui, cho nên nói là lạc phi thường trụ. Thế thì nguyên nhân của khổ là gì? Nguyên nhân của khổ là dục. Dục đích thị là cái nhân dẫn đến mọi đau khổ. Dục là gì? Đó là dục niệm hay dục vọng, tức là lòng tham muốn, tiếng Anh gọi là desire. Chữ dục này chính là nguyên nhân, mầm mống của sự khổ đau. Nếu không có dục thì sẽ không có đau khổ. Không có tâm dâm dục thì không có cái nhân gây tạo bao nhiêu khổ não khác. Thiên nhân ở tứ thiền thiên đều không còn tâm dâm dục, bởi họ đã dứt trừ được tâm dâm dục, nên nói là chư dục đổ tuyệt, mọi dục vọng, ham muốn đều đã dứt tuyệt, không còn nữa. Các tướng trạng, thô trọng đều bị hủy diệt, hết thảy các tướng có hình sắc, thô đều bị đoạn trừ. Tướng thô trọng diệt rồi thì họ liền đắc được một thứ phước đức rất thanh tịnh, nên gọi là trời phước sanh. Nơi nảy sanh thứ phước thanh tịnh, đó là tầng trời thứ nhất thuộc tứ thiền thiên. Nhiều người chỉ biết trời là trời, mà quý vị có biết là có bao nhiêu cõi trời không? Theo kinh điển Đạo Phật thì có 6 tầng trời cõi dục: lục dục chư thiên, 3 tầng trời sơ thiền, sơ thiền tam thiên, 3 tầng trời nhị thiền, nhị thiền tam thiên, 3 tầng trời tam thiền, tam thiền tam thiên. Còn tứ thiền thì sao? Cõi tứ thiền thì có đến tới 9 tầng trời, và trời phước sanh là tầng trời thứ nhất thuộc tứ thiền thiên. Chính vì có sự nảy sanh và hiện tiền của phước thanh tịnh tại tầng trời này, cho nên có tên là trời phước sanh. Trời phước ái, đây là tầng trời thứ hai thuộc tứ thiền thiên. Phước ái tức là lớp. Lớp là cái gì? Lớp cái phước, yêu phước, thích phước. Phước ái thiên tức là cõi trời yêu chuộng phước đức. Chư thiên ở tầng trời này thì xả tâm viên dung, thắng giải thanh tịnh, đắc diệu tùy thuận, khổ lạc song ly. Xả tâm viên dung, lòng thiết xả ở chư thiên tầng trời này
đã đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại. Những gì không thể ký xả đều được thí xả, những gì có thể thí xả cũng đều thí xả, những gì không thể buông bỏ đều được buông bỏ, những gì có thể buông bỏ thì càng phải buông bỏ. Đó gọi là xả tâm viên dung vậy. Thắng giải thanh tịnh, họ đạt được thứ giải thoát thù thắng rất thanh tịnh. Thắng tiếng Anh gọi là victory, thắng giải thanh tịnh. Phước báo của họ to lớn vô ngần, có thể nói là phước ấy vượt khỏi trời đất, không có gì có thể che lấp được. Tác diệu tùy thuận, họ đạt được tới cảnh giới tùy tâm như ý. Đây là một sự tùy thuận vô cùng kỳ diệu, muốn gì được nấy, luôn luôn được vừa lòng như ý, khổ lạc song ly. Bây giờ không có khổ đau, cũng chẳng còn vui sướng. Họ đã lìa bỏ được cảm giác khổ và sướng. Tuy nhiên, chư thiên ở đây cũng còn một thứ ước muốn khác, một thứ hy vọng khác. Đó là điều gì? Hy vọng của họ chính là ở ngay hang tầng trời phía trên trời phước ái. Đó là hai tầng trời nào? Đó là tầng trời quảng quả và trời vô tưởng. Họ hy vọng đạt được cảnh giới của hai tầng trời này. Trời quảng quả là một trong những tầng trời thuộc tứ thiền thiên, còn trời vô tưởng là nơi trú ngụ của ngoại đạo. Từ trời phước ái, chư thiên có thể đến trời quảng hỏa, lại cũng có thể đến trời vô tưởng. Mà đến trời vô tưởng tức là tiến vào cảnh giới của ngoại đạo. Cho nên ở đây cũng giống như gặp phải ngã rẽ, rất dễ đi sai đường. Do đó tuy là sanh lên cõi trời, nhưng cũng dễ bị đi lạc vào cảnh trời của ngoại đạo, trời quảng hỏa. Thế nào gọi là trời quảng quả? Trời quảng quả là quả nhị của phàm phu, sáu tầng trời của cõi dục, lục dục. Chư thiên đều được xem là cảnh giới phàm phu, quả vị mà hạng phàm phu có thể đạt không vượt quá trời quảng quả, không hơn được cảnh giới của trời quảng quả. Trời quảng quả tách biệt hẳn với nhiệm mọi ô nhiễm phiền muộn của các tầng trời bên dưới. Tại trời quảng quả, chư thiên sống trong niềm an lạc vô cùng vô tận, và thần thông của họ cũng diệu dụng vô cùng. Cho nên được sanh lên trời quảng quả không phải là chuyện dễ. Sự diệu tùy thuận ở đây còn thâm áo hơn ở trời thâm ái một bậc. Không những chỉ tùy thuận thôi, không phải là chuyện dễ. Sự diệu tùy thuận ở đây còn thâm áo hơn ở trời phước ái một bậc. Không những chỉ tùy thuận thôi, mà là quảng diệu tùy thuận, một sự tùy thuận rộng lớn vi diệu. Tùy thuận tức là tùy tâm thuận ý. Chư thiên ở nơi này chứng đắc được quả vị mà họ đang tu tập, thuận theo điều mà họ mong mỏi. Đó là quảng quả thiên, trời vô tưởng. Thế nào gọi là trời vô tưởng? Chư thiên ở trời vô đã đoạn dứt tư tưởng, nhưng đó chưa phải là sự đoạn dứt vĩnh viễn. Đoạn dứt vĩnh viễn họ chỉ mới đoạn được trong 500 kiếp mà thôi. Thọ mạng của họ là 500 kiếp. Như vậy, suốt trong một đời của họ, tư tưởng không nảy sanh, hoặc không nghĩ ngợi, hoặc không có tư tưởng. Thế nhưng trong 500 kiếp ấy, có 499 kiếp là không có tưởng, và có một kiếp có tưởng. Trong một kiếp này, suốt nửa kiếp đầu thì tư tưởng diệt, không hề dấy khởi
đến nửa kiếp sau cuối thì tư tưởng lại sanh khởi. Cho nên vô tưởng ở đây có nghĩa là trọn đời. Rất ít khi sanh khởi tư tưởng. Tầng cõi trời này là nơi trú ngụ của ngoại đạo. Tại đây hàng ngoại đạo tự cho là cảnh trời rốt ráo và đinh ninh rằng lúc này họ có thể đạt được niết bàn. Chính vì thế mà họ ở lại đây để tu hành. Nhưng tu hành thì tu hành mà vẫn bị đọa lạc như thường. Vậy tầng trời này là chỗ ở của ngoại đạo. Trời vô phiền. Phiền tức là phiền não. Thiền nhân ở tầng trời này không còn kiến tư phiền não nữa. Họ đã đoạn được kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não là gì? Kiến là cái thấy. Đối diện cảnh giới liền sanh lòng tham ái. Đó gọi là kiến phiền não. Phiền não của cái thấy. Tư là nghĩ ngợi đối với đạo lý. Vì không hiểu rõ mà sanh tâm phân biệt, ấy gọi là tư phiền não. Chư thiên ở tầng trời vô phiền này không còn phiền não, nên cũng không phải chịu đựng mối phiền não, mà cũng chẳng có khổ, cũng chẳng có sướng. Sướng khổ đều tiêu vong. Tại cảnh giới khổ lạc song vong này, họ không có tâm đấu tranh. Bởi không có tâm đấu tranh nên cũng chẳng có phiền não. Hết phiền não thì được thanh lương, mát mẻ. Trời vô nhiệt. Nhiệt tức là nóng, tức là nhiệt não. Tầng trời này rất mát mẻ, thanh thản, không còn các phiền não của nhiệt. Trời thiện kiến. Vì sao gọi là trời thiện kiến? Chư thiên ở tầng trời này có tầm nhìn vô cùng rộng lớn. Họ có thể nhìn thấy được rất xa. Trời thiện hiện. Ở tầng trời này có một sự biến hóa rất vi diệu. Chư thiên ở đây có thể biến hóa ra mọi cảnh giới an lạc. Trời sắc cứu cánh. Các tầng trời vừa kể trên đều thuộc sắc giới thiên. Còn tầng trời là trời sắc cứu cánh. Trời Ma Hê Thủ La. Ma Hê Thủ La là tiếng Phạn. Trung Hoa dịch là Đại Tự Tại. Đại Tự Tại Thiên Vương có 8 tay, 3 đầu. Cưỡi một con trâu lớn màu trắng. Và Ngài tự cho là mình rất thông dong tự tại. Trong 10 cảnh trời kể trên, ngoại trừ trời vô tưởng là nơi trú ngụ của thiên ma ngội đạo, tất cả 9 tầng trời còn lại, trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời Ma Hê Thủ La đều thuộc cõi tứ thiền thiên. Tứ thiền còn gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Ở cảnh giới sơ thiền thì mạch tim ngưng đập. Tới nhị thiền thì hơi thở ngừng hẳn. Đến tam thiền thì ý niệm ngừng lại. Còn ở tứ thiền thì sao? Thì xả niệm, vứt bỏ hết mọi niệm, không còn niệm gì nữa. Cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ngoài ra còn có cả chư thiên ở các tầng trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, cũng đến cung trời đau lợi để tham gia thất hội. Bởi ngay cả kiến thức cũng không còn nên gọi là phi tưởng. Nhưng phi tưởng này không phải là hoàn toàn không có tưởng, mà là vẫn còn chút ít. Do chẳng phải không còn tưởng nên gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp tham gia pháp hội tại cung trời đau lợi.